Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của báo Việt Nam Net. Đây là kênh YouTube chính thức của chúng tôi và ngày hôm nay vẫn như thường lệ sẽ là những thông tin nóng hổi và đáng chú ý. Phát hiện thi thể cô gái tử vong tại chung cư mini ở Hà Nội nghi tự tử. Tối 20 tháng 10, tại chung cư mini ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, người quản lý đã phát hiện thi thể một cô gái sinh năm 1998 trong tình trạng phân hủy, Ngày 21 tháng 10, ông Trịnh Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Đình 1 cho biết, vào tối 20 tháng 10, người quản lý một trung cư trên địa bàn phát hiện cô gái đã tử vong, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Cô gái sinh năm 1998, chưa có chồng, quê ở Nam Định, thuê trọ tại trung cư này. Sau khi sự việc được phát hiện, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa và tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân sự việc. Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục pháp lý, người thân nạn nhân đã làm đơn xin đưa về nhà mai táng. Nhiều cư dân trong khu vực cho biết, cô gái sống rất hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Nghe tin cô gái tử vong trong tình trạng phân hủy, ai cũng bàng hoàng. Chị NTN, 30 tuổi, bán hoa quả cạnh căn hộ chung cư mini chia sẻ. Theo chị N, trước đó, một số người sống trong chung cư mini đã ngửi thấy mùi khó chịu bốc lên. Nhiều ngày không thấy cô gái, quản lý trung cư đã mở cửa và phát hiện vụ việc. Lãnh đạo công an phường Mỹ Đình 1 cho biết, qua điều tra ban đầu xác định nạn nhân tử vong do tự tử. Ngôi nhà 4 tầng ở Bắc Ninh cháy rực lửa. Sáng ngày 21 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vào khoảng 21 giờ ngày 20 tháng 10, một đám cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh Bạt Thắng Hảo, Chủ cơ sở thuê lại nhà 4 tầng của ông Nguyễn Đức Khôi, sinh năm 1974 và nhà liền kề một tầng của ông Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1963 để phục vụ kinh doanh ép và buôn bán, bán lẻ bạt da, bạt dứa, đệm ô tô. Địa chỉ tại số 399 Đông Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du. Vào thời điểm trên, người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ cháy phát hiện, khói lửa bốc lên dữ dội tại ngôi nhà 3 tầng, một tum nên đã thông báo cho lực lượng chức năng. Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Tiên Du và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã điều động nhiều xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, chỉ huy chữa cháy tổ chức trinh sát phát hiện ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà 4 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, diện tích 90 m2 trên một sàn, tầng 1 dùng để chứa hàng hóa, máy móc để ép bạt, tầng 2 chứa hàng hóa, tầng 3 để ở, tầng 4 là phòng thờ và sân chơi và một phần nhà cấp 4 liền kề kết cấu khung tép mái tôn diện tích 90 m2 trên một sàn dùng để chứa hàng hóa. Chất cháy chủ yếu là bạt nhựa, bao bì, máy móc dùng để ép bạt, đồ dùng sinh hoạt gia đình. Các lực lượng đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ. Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến đường ở thành phố Tam Kỳ, hàng loạt xe chết máy. Trận mưa lớn kéo dài trong sáng ngày 21 tháng 10 khiến nhiều tuyến phố ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam bị ngập cục bộ, hàng loạt phương tiện bị chết máy. Theo ghi nhận của phóng viên Vietnamnet, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam như Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng bị ngập từ 30 đến 50 cm. Trên đường Hùng Vương, nước ngập sâu khiến nhiều người phải dắt bộ phương tiện, có nơi giao thông hỗn loạn một số cửa hàng hai bên đường phải nghỉ bán, dọn dẹp hàng hóa do nước tràn vào. Mưa lớn, nước ngập khiến nhiều phương tiện bị chết máy, hàng loạt ô tô phải cầu cứu lực lượng cứu hộ. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương của tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ sáng qua 20 tháng 10 đến sáng nay phổ biến ở mức 10 đến 50 mm, trong đó thành phố Tam Kỳ là 127 mm. Dự báo từ hôm nay đến ngày mai, tại Quảng Nam tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 50 đến 180 mm, có nơi trên 250 mm. Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, không khí lạnh tăng cường, mưa rào và rông. Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, 21 đến 23 tháng 10, không khí lạnh tăng cường liên tiếp, mưa rào và rông, sau không mưa, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, 21 đến ngày 23 tháng 10, mưa rào rải rác, sau không mưa, trời chuyển lạnh. Cụ thể trong 2 ngày 21 và 22 tháng 10, khu vực Hà Nội và lân cận có mưa rào rải rác, từ ngày 23 không mưa, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Sau đó từ đêm ngày 23 đến ngày 29 tháng 10, mức nhiệt giảm còn 21 đến 24 độ, có nơi dưới 19 độ. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cũng dự báo, hôm nay, ngày 21 tháng 10, Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, có nơi mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa tại các huyện thuộc phía Bắc và phía Tây thành phố 10 đến 20 mm, trung tâm và phía Nam 15 đến 30 mm, có nơi cao hơn 50 mm. Thời tiết xe lạnh về đêm và sáng sớm với mức nhiệt độ dao động từ 23 đến 26 độ, mát về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh hơn từ chiều ngày 22 tháng 10. Hà Nội có mưa rào rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giảm tới ngưỡng lạnh về đêm và sáng sớm. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, những nơi khác ở Bắc Bộ trong 1 đến 2 ngày tới có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, từ đêm ngày 22 và sáng ngày 23 tháng 10, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ đêm ngày 20 đến ngày 22 tháng 10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ, cường suất lớn trên 100mm trên 6 giờ. Miền Bắc đón không khí lạnh bổ sung liên tiếp trong vòng 10 ngày tới. Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa có nhận định tình hình thời tiết trong vòng 10 ngày tới, từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 10. Theo đó, không khí lạnh tăng cường lệch đông từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 10 được tăng cường mạnh hơn sau ổn định và suy yếu dần. Dạnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 9 đến 12 độ Vĩ Bắc. Khoảng từ đêm ngày 21 tháng 10, hình thành giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 9 đến 12 độ Vĩ Bắc. Trên giải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới. Đồng thời, Dự báo thêm về những hình thế thời tiết trong thời gian tới, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, sau hai đợt không khí lạnh trên, từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 10, một đợt nữa tiếp tục được tăng cường. Cơ quan này cũng dự báo, dạnh áp thấp xích đạo có trục qua khu vực Nam Bộ, từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 10 hoạt động mạnh, dần nối với xoáy thuận có khả năng đi vào phía đông Bắc Biển Đông. Do ảnh hưởng của những hình thái trên, thời tiết các khu vực trên cả nước có nhiều biến động. Trong đó, thời tiết Bắc Bộ, ngày 20 đến ngày 22 tháng 10, có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 10 không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Riêng từ đêm 23 tháng 10 đến 29 tháng 10, nhiệt độ giảm còn 21 đến 24 độ, có nơi dưới 19 độ. Khu vực Thanh Hóa, Quảng Ngãi, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Các ngày khác có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất ngày 21 và ngày 22 tháng 10 là 23 đến 26 độ, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 10 giảm còn 21 đến 24 độ. Khu vực Bình Định đến Bình Thuận, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Các ngày khác có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 10 có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ cao nhất Tây Nguyên là 28 đến 31 độ, Nam Bộ 30 đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất Tây Nguyên là 20 đến 24 độ, Nam Bộ là 23 đến 27 độ. Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 có mưa rải rác, từ ngày 23 đến ngày 29 có mưa vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, thấp nhất từ 21 đến 25 độ. Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày đầu, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10. Ngày 20 tháng 10, ngày có mây, có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 55 đến 65%, khả năng mưa từ 60 đến 65%. Đêm có mây, có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 95%, khả năng mưa từ 70 đến 75%. Ngày 21 tháng 10, ngày có mây, có lúc có mưa rào và rông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 60 đến 65%, khả năng mưa từ 60 đến 65%. Đêm có mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%, khả năng mưa 20 đến 30%. Ngày 22 tháng 10, ngày có mây, có lúc có mưa rào, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 55 đến 60%, khả năng mưa từ 50 đến 55%. Đêm ít mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%, khả năng mưa từ 10 đến 20%.